Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Vào ngày 22 tháng 7 mình có một cái video là hướng dẫn nhận 500 tóc cần có ký hiệu là SBO nè bạn. Thì đây là một kèo random nha bạn. Thì bạn nào có làm dự án này thì cần copy cái phần link, copy con chắc cái phần link mô tả dưới video các bạn chắc dí nha bạn. Rồi thì các bạn mở địa chỉ với chocolate ra trong mạng EDS các bạn. Sau đó các bạn nhấp vào ba anh cùng nè. Các bạn dán con chắc vào đây nè. Vì mình đã dán rồi nè. Sau khi dán rồi các bạn nó sẽ hiện ra là 500 token SBO nè các bạn. Rồi sau đó thì các bạn hiện tại token đã list trên sàn Uniswap rồi nha các bạn. Rồi để bán được thì các bạn cần vào một đáp. Các bạn vào Uniswap nè các bạn. Sau đó thì bạn connect ví nha các bạn. Rồi các bạn dòng trên đây cùng các bạn chọn token nè. Bạn dán con sắt nó vào nè. Rồi các bạn bấm tối đa nha các bạn. Không đủ thành khoản cho giao dịch này. Ủa sao kỳ ta. Rồi hiện tại tóc cần này đã swap à. Mình được 17 đô mình swap à. Rồi các bạn bấm quán đổi các bạn. Rồi cho phép. Rồi phí mạng thì hết 8 đô các bạn. Thì các bạn chờ chừng nào phí mạng nó giảm xuống còn khoảng 3-4 đô 4-5 đô thì các bạn swap nha các bạn. Các bạn chấp thân là xong các bạn. Vì phí ga cao quá mình không swap các bạn. Rồi ok, mình đã cập nhật dán nhận 500 token SBO cho các bạn, đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.